mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm xưa tôi cầu học ở Đài Trung, theo thầy Lý 10 năm. Lúc đó thầy Lý đã 70 tuổi rồi. Lúc tôi theo thầy học, thầy 70 tuổi. Lúc tôi rời xa thầy, thầy 80 tuổi. Lượng công việc mỗi ngày gấp 5 lần người bình thường chúng ta. Tức 5 người mới có thể làm hết công việc của thầy. Lượng công việc nhiều đến như vậy. Muốn gặp thầy phải hẹn thời gian trước 1 tuần mới có thể sắp xếp thời gian. Nếu như không hẹn trước, thầy không có thời gian gặp quý vị. Thầy luôn có khách đến từ sáng đến tối. Một ngày ăn 1 lần, ngày 1 bữa, người già mà như vậy. Chúng tôi mới thật sự hiểu rằng ăn uống là bổ sung năng lượng. Năng lượng tiêu hao vào đâu? 90% tiêu hao vào trong vọng niệm, suy nghĩ lung tung, dễ dàng tiêu hao năng lượng nhất. Lao tâm lao lực, công việc bình thường tiêu hao năng lượng có hạn. Tôi theo thầy giáo 10 năm ngộ ra được sự việc này. Tôi theo học thầy, tôi cũng ăn ngày 1 bữa. Tôi ở Đài Trung 5 năm. Thời gian cũng không phải ngắn. Một ngày ăn 1 bữa. Rất bình thường. Ý niệm của quý vị đoạn rồi liền không muốn ăn nữa. Đều là vọng niệm đang ám muội. Cho nên trong kinh điển chúng ta nhìn thấy A-la-hán 1 tuần lễ ăn 1 bữa, Bích Chi Phật nửa tháng ăn 1 bữa. Họ tiêu hao ít, 1 lần bổ sung có thể ngăn được nửa tháng. Bích Chi Phật, tâm của họ thanh tịnh biết bao. Chúng ta có thể đem vọng niệm buông bỏ hết. Điều không liên quan đến tôi nên không suy nghĩ. Điều bất thiện với tôi cũng không nghĩ đến. Ngày ngày nghiên cứu kinh giáo, thường xuyên nghĩ đến kinh giáo trong này nói. Thời thời khắc khắc lãnh hội nó. Chánh niệm hiển tiền. Điều này tiêu hao năng lượng rất ít rất ít. Một ngày ăn 1 bữa bớt rất nhiều việc. Hơn nữa, 1 bữa cơm vô cùng đơn giản. Tôi ăn đến tháng thứ 8 mới đem sự việc này nói với thầy. Thầy giáo nghe xong hỏi tôi, bao lâu rồi? 8 tháng rồi. Cảm thấy thế nào? Tinh thần, thể lực thế nào? Tôi nói rất bình thường. Thầy giáo đập tay xuống bàn. Cứ mãi tiếp tục như vậy. Người đến vô cầu phẩm tự cao. Cuộc sống vô cầu rất ít. Ngày tháng rất dễ dàng sống. Sống dễ dàng.
Người thế gian vì sao tạo nghiệp dục vọng nhiều quá? Dục vọng quá nhiều rồi, một đời tạo tội nghiệp là dục vọng, thân tâm không mạnh khỏe là dục vọng, sau khi chết đọa tam đồ vẫn là dục vọng. Dục vọng hại chết người, phải diễn ly, không để nó hại. Cuộc sống đích thực càng đơn giản càng tự tại, càng đơn giản càng khỏe mạnh. Ha ha ha, 问什么的说